Hello, xin chào tất cả các bạn. Alo, alo, alo. Xin chào tất cả anh em. Thầy Ngọc Anh đã lên livestream rồi đây. Mại dô, mại dô. Chào tất cả các bạn. Thầy Ngọc Anh đã lên livestream rồi đây. Nào, 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 anh em tag bạn bè vào nào, học gọi là khô máu buổi chiều 6 giờ ngày hôm nay nào. Đến buổi số 30 rồi các bạn ạ. Tức là mình đã chữa được 3-4.000 câu lý thuyết rồi. 3-4.000 câu lý thuyết rồi. Thật là dã man. Thật là dã man. Thật là khủng khiếp. Tuần này là thầy livestream đều đặn luôn đấy. 6 giờ chiều đấy. Chưa bỏ buổi nào đâu đấy. 6 giờ chiều và 5 giờ sáng đúng không? Chưa bỏ một buổi nào. Đúng không ạ? Bạn nào đã học đủ tất cả các buổi 6 giờ chiều và 5 giờ sáng của thầy chưa? Chưa bỏ buổi nào. Kinh khủng không? Dũng ơi, có quay luôn không? Thử cái quay cái vừa nãy. À, xấu rồi. Thì xấu đúng không? Thế thôi. Một live stream tầm bao nhiêu lâu à? 100 câu này chỉ tầm 30 35 phút là thầy like xong thôi. Anh em tag thêm cà rút vào học luôn nhỉ. Khô máu luôn à. Tuần này là mình 5 giờ sáng, 6 giờ chiều chưa bỏ một buổi nào đâu. Đúng không? Sáng nay thầy livestream đề sở Yên Bái còn 800 mấy chục bạn xem, kinh khủng thật nha. 800 mấy chục bạn xem. Dã man luôn. Mãi không lên fan cứng à. Phải xe em ơi. Phải yêu cầu nó phải bao nhiêu xe ấy mới lên fan cứng. Rồi, sáng nay còn có 800 bạn xem. Kinh khủng luôn. Tuần này là mình livestream ác đây các bạn ạ. Tuần này là thầy livestream tương đối ác ấy. Tối nay cũng ác này. Tối nay là 8 giờ là nhóm tinh anh này. Cơ hệ vận dụng cao này. 9 rưỡi là nhóm thực chiến luyện đề này. Nhớ, tối nay các bạn nhớ lịch này. 8 giờ là cơ hệ vận dụng cao trong nhóm tinh anh. 9:30 là live chữa đề thực chiến. Đúng không ạ? Xác suất cao số 2 trong nhóm thực chiến phòng thi. Đó. Kinh khủng chưa nha, kinh khủng chưa. Ok đấy, và chúng ta đang bước con gọi là bước bước vào đầu số 4 đúng không ạ. Đầu số 4 tức là gì? Ngày hôm qua thì chúng ta còn 50 ngày nữa thi đại học đúng không đấy, nhưng hôm nay đến hôm nay chỉ còn có 49 ngày nữa là thi đại học thôi nha. Mình chỉ còn đúng 49 ngày nữa là thi đại học đấy. Bạn nào còn chưa về với đội của thầy nha thì nhanh tay nhanh chân. Được chưa? Thầy vẫn nói trong các buổi live stream ở đấy. Anh em học là phải đầu tư. Được chưa? Học là phải đầu tư nhá. Đầu tư một cách nghiêm túc. Từ đó chúng ta mới gì các bạn nhờ tập trung học rõ ràng mục tiêu đồng hoàng. Được chưa? Chứ còn nếu học không đầu tư thì khó hy vọng được là được support đầy đủ lắm nhá. Đấy. Thì nhân đây thầy cũng PR luôn cái chương trình ưu đãi mà thầy vừa đăng lên. Là cấp tốc cho các em là trong 49 ngày cuối cùng, thì gọi là lấy 40 cho nó tròn, nghe chưa? Khóa chinh phục lý thuyết 99k, khóa thực chiến phòng thi 199k, và có tặng kèm một đấu trường lý thuyết và tặng kèm một sách bộ 10 năm đề phát triển tham khảo, nghe chưa? Đấy, quyển sách này in màu đẹp đẽ luôn, gửi về tay các bạn nhá. Đăng ký luôn trong ngày hôm nay đấy, bằng cách nhắn tin cú pháp về đích nhá vào fanpage của thầy. Các bạn chỉ cần nhắn tin là về đích thôi. Đấy chưa? Vào fanpage của thầy. Đấy, bạn nào mua combo cả hai khóa này thì là 249k, cho tiết kiệm được 50.000 nhá. Rồi, còn lại nếu như em có thể đăng ký lẻ khóa lý thuyết hoặc là khóa thực chiến phòng thi. Cái khóa này thì thầy đã giới thiệu rất là nhiều rồi thì thầy không giới thiệu lại nữa nhá. Bạn nào cần tìm hiểu thêm thì tự ấn vào để xem. Đấy, đây chính là cái bài viết ngay trước cái livestream của thầy luôn nhá. Đây đang livestream chưa? Bài viết này ngay phía trước này. Đấy, là chi tiết như nào các bạn cụ thể nhắn tin về fanpage với cú pháp về đích nhá. Đây là dấu mốc của chúng ta là 49 ngày cuối cùng nha. 49 ngày cuối cùng. Được chưa? Sáng mai thì vẫn livestream bình thường. Đề của Kim Sơn Ninh Bình rất khó. Được chưa? Chuẩn cấu trúc Bộ Giáo dục nha. Đề của Kim Sơn Ninh Bình chuẩn cấu trúc Bộ Giáo dục. Rồi, ok. Nào, bạn nào mà muốn đăng ký học với thầy 49 ngày cuối cùng thì nhắn tin với cú pháp về đích. Đấy, vào page của thầy. Rồi, bắt đầu học nhá. 600 bạn rồi.
anh em chia sẻ mạnh, tăng group mạnh lên, đấy chưa? Để đạt con số 1.000 đúng không ạ? Trong buổi chiều ngày hôm nay sao nào? Ta lên 1.000 bạn bao giờ chưa nhỉ? Ta lên được 1.000 bạn bao giờ chưa nhỉ các bạn nhỉ? Hả? Ta lên 1.000 bạn bao giờ chưa nhỉ? Hả? Nào, hy vọng chiều nay lên 1.000 nhá. Chưa đến tầm câu 20 là lên 1.000 nào. Anh em trốn nấu cơm vào học nhá. Nào, 100 câu lý thuyết xác suất cao số 30. Câu số 1, hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi nào? Khi chu kỳ cưỡng bức bằng chu kỳ riêng của vật. 1 là D chính xác. Câu thứ 2, omega có lắc lò xo là căn K trên M. 2 là A chính xác. Ly độ và vận tốc biến thiên lệch nhau, pi trên 2. 3 là D chính xác. Câu số 4, một sợi dây hai đầu cố định, sóng phản xạ so với sóng tới tại một điểm cố định sẽ không cùng pha ban đầu, đúng không ạ? Vì tại điểm cố định, đúng không ạ? Tại điểm cố định, sóng phản xạ và sóng tới phải ngược pha với nhau nên không cùng pha ban đầu, nghe chưa? Vì chúng ngược pha mà nên sẽ không cùng pha ban đầu. Rồi, câu 4 là D tiếp. Câu 5, lambda của chúng ta bằng V chia F, lambda bằng V chia F. Câu 5, đáp án C là chính xác. Câu thứ 6, chọn phát biểu sai khi nói về sóng cơ. Tốc độ truyền pha dao động là tốc độ truyền sóng. Đúng này, bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha. Sai rồi, đúng không ạ? Cái này là bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm cùng pha nhưng phải trên cùng một phương truyền. Câu này nói thiếu cái ý là trên cùng một phương truyền. 6 là B chính xác. Đấy chưa? Rồi tôi chọn B, B bị sai. Rồi, cái này đúng này, cái này đúng này. Tiếp, âm nghe càng cao nếu tần số càng lớn. Tần số càng lớn tức là chu kỳ càng nhỏ, đúng không? Nó hỏi lắt léo một chút thôi. Nên câu 7 của mình đáp án là A chính xác. Được chưa? Câu thứ 8, sự phân tách một chùm phức tạp thành các chùm đơn sắc gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng. 8 là A chính xác. Câu thứ 9 nào, sóng rừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi khoảng cách từ một bụng đến nút gần nhất là 1/4 bước sóng. Được chưa? Từ một bụng đến nút gần nhất 1/4 bước sóng, chính là D. Câu số 10 nào, theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào là sai? Mỗi lần nguyên tử phát xạ thì phát ra nhiều photon, sai luôn, đúng không ạ? Mỗi lần nguyên tử hấp thụ hay phát xạ ánh sáng thì hấp thụ hoặc phát xạ một photon, nghe chưa? Một photon thôi, nhiều photon là sai luôn rồi. Cái này đúng này, cái này đúng này, cái này đúng này, thấy chưa? Hiển nhiên đọc phát thấy đúng luôn nha. Nên câu 10 đáp án là A chính xác. Rồi, ta xong 10 câu đầu tiên. Câu số 11, tia laser thì phát biểu nào là sai? Tia laser của chúng ta là ánh sáng trắng là sai. Tia laser của chúng ta kết hợp cao, cường độ lớn, định hướng cao và tính đơn sắc cao. Thế tính đơn sắc cao thì nó phải là cái gì các bạn nhỉ? Ánh sáng đơn sắc, không thể là ánh sáng trắng được nha. 11 là B bị sai. Câu số 12, khi electron chuyển động trên quỹ đạo N, quỹ đạo N là quỹ đạo số 4, KLMN. Quỹ đạo số 4 không ạ? Quỹ đạo số 4 là 16R0. Câu 12 đáp án A là chính xác. Câu số 3 là tia laser được dùng để làm gì? Laser được dùng trong các đầu đọc đĩa CD đo khoảng cách. Đáp án D. Y học để chiếu điện chụp điện là tia X. Kiểm tra hành lý là tia X. Khuyết tật bên trong là tia X. Được chưa? Nhá. Rồi câu số 14 nào? Chọn phát biểu sai. Với mỗi ánh sáng đơn sắc, photon năng lượng giống nhau. Quá đúng luôn. Ánh sáng đơn sắc thì cùng tần số là cùng năng lượng, đúng nha. Photon bay tốc độ là 3 × 10^8 mét trên giây dọc theo tia sáng trong chân không thì đúng. Đây là thiếu chữ trong chân không thì là sai các bạn nhé. Nhưng có chữ trong chân không thì lại là đúng. Photon tồn tại ở cả trạng thái chuyển động và đứng yên là sai luôn, đúng không ạ? Photon của chúng ta là luôn chuyển động mà không đứng yên nha. Rồi cái đúng này. Nguyên tắc hoạt động của hiện tượng quang điện trở là hiện tượng quang điện trong, trở trong, trong trở, 10 năm là C. Để phân biệt hai loại phát quang là huỳnh quang và lân quang, ta dựa vào thời gian phát quang của chúng, đúng không ạ? Ví dụ là lân quang thời gian còn kéo dài sau khi ngừng kích thích, còn huỳnh quang là tắt ngay lập tức sau khi chúng ta ngừng kích thích. Tiếp, câu số 17, khẳng định nào sau đây là đúng? Cho hai nguồn kết hợp cùng pha, biên độ tổng hợp đạt giá trị cực tiểu khi khoảng cách đến hai nguồn là một số lẻ bước sóng. Đây là sai, chưa đúng. Đạt cực đại khi đến hai nguồn là số lẻ của một nửa bước sóng, sai tiếp. Câu C, cực đại khi hiệu khoảng cách là một số chẵn lời bước sóng. Cái đúng này, được chưa? Cực đại thì là số nguyên lần, mà số chẵn thì chắc chắn là số nguyên rồi, nghe chưa? Cái đúng các bạn này. Cực tiểu khi hiệu khoảng cách là một số lẻ của nửa bước sóng. Cái này đúng tiếp, đúng không ạ? Số lẻ, đúng các bạn nhỉ? Của nửa bước sóng, tức là số bán nguyên, đấy chưa? Tức là số bán nguyên của bước sóng. Thế thì số bán nguyên của bước sóng là số lẻ của nửa bước sóng ạ. Thì hai cái điểm này, cái điểm này chúng ta sẽ dao động với biên độ cực tiểu, chuẩn chưa? Thế câu D là đúng hơn các bạn nha. D đúng hơn. Còn lấy câu C này,
nó cũng có vẻ đúng, nhưng nếu như người ta nói chặt chẽ hơn là số nguyên lần bước sóng thì còn đúng nhiều hơn, nghe chưa? Đấy, số chẵn nó chưa đủ tập số nguyên, đúng không ạ? Đấy, vậy ta chọn câu D là đúng nhất rồi, đúng không ạ? Cực tiểu khi hiệu khoảng cách là số lẻ của một nửa bước sóng, chuẩn luôn. D là chuẩn nhất nhá. Còn còn cái câu này thì cũng chưa phải là đúng hoàn toàn, thấy chưa? Nha. Đấy, cũng chưa phải đúng hoàn toàn. Rồi. Đấy là chỉ khi, đúng không ạ? Chỉ khi, thế nếu như mà số lẻ thì lại không được, sai đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì chưa đúng hoàn toàn. Nên sai ở cái từ chỉ khi. Đấy, tức là sai ở cái từ văn học là chỉ khi. Tiếp câu số 18. Sóng cơ truyền từ không khí vào nước, đại lượng là không đổi, tần số A là chính xác. Để phân biệt âm do các mạch nhạc cụ khác nhau phát ra thì ta dựa vào âm sắc, đúng không ạ? Âm sắc khác nhau thì nhạc cụ sẽ khác nhau. Nhạc cụ khác nhau thì âm sắc khác nhau. Câu 20, âm sắc là một đặc tính sinh lý gắn liền với gì các bạn nhỉ? Đồ thị dao động âm, 20 là D, được chưa? Tiếp, câu 21 nào. Chu kỳ là T bằng 2pi căn LC, đáp án D là chính xác. Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch tách sóng có tác dụng là gì? Tách sóng là tách sóng âm tần ra khỏi cao tần, 22 là D chính xác. Tần số dao động 1/2pi căn LC, D là chính xác. Quen không? Quá quen rồi, luyện đến giờ phút này là học thuộc tất cả các câu lý thuyết rồi nha. Trong máy thu thanh và máy phát thanh, mạch gì đây? Bộ phận có tác dụng tăng cường độ tín hiệu là mạch khuếch đại. Mạch khuếch đại là tăng cường độ tín hiệu, 24 là A. Tiếp câu 25 nào. Mức cường độ âm là L bằng log của I trên I0, đơn vị là decibel với số 10 ở bên ngoài, nghe chưa nhỉ? 10 log của I trên I0 decibel, chuẩn không ạ? 25 là B. Tiếp câu 26 nào. Biến điệu là trộn sóng, trộn âm tần vào cao tần, B là chính xác. Câu 27 nào. Trong thông tin là bằng sóng vô tuyến, mạch tách sóng là tách âm tần ra khỏi cao tần, D là chính xác. Câu 28 nào. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng khoảng cách từ một bụng đến một nút liền kề 1/4 bước sóng, đây là chính xác. Tiếp câu 29 nào. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu chiếu vào bức xạ nào? Nếu chiếu vào thằng 0.65, thằng 0.65 quá yếu vì giới hạn riêng là 0.55 không ạ? 0.65 là yếu hơn 0.55 là không gây ra được các bạn nha. Chu kỳ dao động T bằng 2pi căn L trên G, C là chính xác. Sóng cơ không lan truyền ở trong chân không, C là chính xác. Tiếp, vị trí vân tối. Vân tối là số bán nguyên lần của khoảng vân. Thì số bán nguyên là số lẻ của một nửa. Lambda D trên A là Y không ạ? Chọn A là chính xác. Vân tối là số lẻ của một nửa khoảng vân, hoặc là số bán nguyên của khoảng vân nha. 32 là A chính xác. 33 nào. Thiết bị RO lọc nước dùng tia tử ngoại. Tia tử ngoại có tác dụng là tiệt trùng, đúng không ạ? Đấy, tiêu diệt các vi khuẩn nhá, nấm mốc. Đấy, để dùng để gì nhỉ? Tiệt trùng nước, chứ người ta không đun sôi nước để tiệt trùng. Người ta dùng tia tử ngoại để sục vào để đun tiêu diệt vi khuẩn vì nó có tác dụng là hủy diệt tế bào, nghe chưa nhỉ? Tiếp câu 24 nào. Một tia sáng chứa 4 thành phần đỏ, lam, vàng, lục. Chiếu tia sáng này từ không khí vào nước theo góc xiên thì tia sáng gãy nhiều nhất là tia màu lục, đúng không ạ? Màu lam thì đây, đỏ, cam, vàng, lục. Đấy, lục chứ nhỉ? À, lam, có từ lam. Đỏ, cam, thầy tưởng đây là từ cam. Thầy nhìn nhầm chữ lam thành chữ cam. Đấy chưa? Đây là đỏ, lam, vàng, lục. Thì lam là tia mạnh nhất chưa? Đỏ, cam, vàng, lục, lam. Tia lam là tia mạnh nhất nên sẽ bị gãy nhiều nhất so với phương của tia tới. Đấy chưa? 34 là D chính xác. 35 nào? Hiện tượng chùm sáng trắng đi qua lăng kính phân tách thành các chùm đơn sắc gọi là hiện tượng tán sắc. 35 là D chính xác. Tiếp 36 nào? Vậy tia cực tím này nào, mùa hè ánh sáng mặt trời chứa nhiều tia cực tím UVB làm đen da. Tia cực tím UVB thực chất là sóng điện từ có bước sóng trong khoảng từ 280 đến 315 nanomet trong chân không. Vậy thì tia cực tím nó là tia tử ngoại thôi, cực tím là tia tử ngoại các bạn nhé. Tia UVC thì nó làm gây ung thư da, tia UVA thì chỉ làm đơn giản, tức là tia UVA thì nó yếu, tia UVB thì nó làm đen da đấy, đúng không ạ nha. Rồi tiếp câu 37 nào. Tia tử ngoại thường được ứng dụng là tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm kim loại, 37 là C, do tính phát quang của, tức là tính chất là tạo ra sự phát quang đấy của tia tử ngoại các bạn nha, làm phát quang nhiều chất. 38 nào. Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra? Đó là chất khí ở áp suất thấp. Rồi câu 38 là A. Sóng âm mà tai người nghe thấy được là từ 16 đến 20.000 Hz, 39 là D. Tiếp câu 40, trong 2 giây sóng truyền được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng? Chu kỳ của chúng ta 2pi chia omega, chu kỳ là 2 chia 20, chu kỳ là 0.1 giây. Vậy thì 2 giây của thầy là bằng 20 chu kỳ, 20 chu kỳ truyền được 20 bước sóng. Vì bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ, đúng không ạ? Thì 2 giây là 20 chu kỳ, 20 chu kỳ truyền được 2 bước sóng. Hạt nhân có độ bền vững lớn nhất. Bền vững khi gì các bạn nhỉ? Số khối là khoảng từ 50 đến 70 crom.
Chrome có phải là kim loại cứng nhất trong game đấy, và hạt nhân của nó cũng bền vững nhất trong bốn hạt này, bởi vì làm sao các bạn nhỉ, số khối của nó ở cái số khối trung bình từ 50 đến 70. Hạt nhân urani của chúng ta, hạt nhân thì sẽ không có electron, không có bằng này neutron đâu, có 92 proton, chuẩn không ạ? Urani 92, 23, 23, 25 à. Rồi, 42 là B. Câu 43 nào, phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch, đó là cái gì các bạn nhỉ? Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch, đó là năng lượng của cái gì các bạn nhỉ? Tuy nhiên thầy bị quên, hình như đó là năng lượng động năng của các mảnh ạ. Lâu lâu không đọc đến cái này, tự nhiên chính thầy cũng quên. Cái này trong sách giáo khoa có ghi nhá, anh em xác nhận lại thầy xem nào. Thầy lâu quá thì không nhớ, đúng không ạ? Hình như không nhầm là như vậy. Phản ứng phân hạch thì có sự tham gia và tạo thành của hạt neutron, nhớ chưa? Tức là ở bên tôi gọi là phản ứng cũng có và sản phẩm cũng có neutron, đúng không ạ? Ok không ạ? Và phản ứng phân hạch có thì nhờ là phản ứng tỏa ra năng lượng, và nó chính là chắc là đúng rồi đấy nhỉ? Là phần lớn năng lượng chính là động năng của các mảnh. Cái này là sách khoa có nhá. Cuối giờ tí nữa hết giờ thầy mở sách khoa thầy đọc cho các bạn xem. Đấy chưa? 44 nào. Trong phản ứng hạt nhân không có định luật bảo toàn cái gì các bạn nhỉ? Số proton, nó bảo toàn điện tích, bảo toàn số nu, đúng không ạ? Bảo toàn gì nhỉ? Năng lượng toàn phần, bảo toàn động lượng, không bảo toàn số proton, nghe chưa? 44 chọn B. Không phải tra Google, sách giáo khoa có mà. Sao lại tra Google là cái gì? Năng lượng liên kết bằng độ hụt khối nhân với C bình, đáp án D là chính xác. Đấy chưa? 46 nào. Đây chính gọi là độ hụt khối của hạt nhân, đúng không ạ? Delta M này được gọi độ hụt khối của hạt nhân là tổng khối lượng các hạt trước tạo thành trừ khối lượng của hạt sau tạo thành. 46 là D. Tiếp 47 nào. Điểm M có biên độ cực tiểu nếu hiệu khoảng cách là một số bán nguyên lần của lambda. Đấy chưa? Cực tiểu mà nha, số bán nguyên đúng không ạ? Rồi, chọn B là chính xác. Hiệu nhá, tổng là sai này. Đấy, hiệu là số bán nguyên lần của lambda. Số neutron có cho hạt nhân Berry 49 là 5, 9 chia 4 là 5 không ạ? 48 là B chính xác. 49 nào, các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn số nu, 49 là D. Câu 50, sóng dọc các phần tử dao động trùng phương truyền. Rồi, chọn A. Nào, hết 50 câu đầu tiên, lên 800 bạn rồi. Anh em đúng được bao nhiêu câu nào? Nào, trong một nửa, đây, đúng ạ? 50 câu đầu tiên anh em đúng được bao nhiêu câu nào? Nào, anh em đúng được bao nhiêu câu nào? Bao nhiêu câu trong 50 câu đầu tiên nào? Bao nhiêu câu? Rồi, tiếp tục nha. 49 ngày cuối cùng này chúng ta phải luyện làm sao mà không được phép sai bất kỳ một câu lý thuyết nào nữa, nghe chưa? Đấy, và nhớ về đội của thầy để cùng quyết chiến với thầy nha. 51, để truyền các tín hiệu truyền hình vô tuyến, người ta thường dùng các sóng điện từ của gì nhỉ? Nói chung ấy, nó sẽ là dùng sóng bây giờ hiện tại các bạn nhé. Bây giờ hiện tại nó sẽ là dùng sóng cực ngắn, ví dụ là truyền hình vệ tinh, đúng không ạ? Đấy, truyền hình vô tuyến nhưng là bắn từ vệ tinh bắn xuống, nghe chưa nha? Truyền hình vô tuyến nhưng lại bắn từ vệ tinh bắn xuống nha, nên người ta sẽ dùng là gì nhỉ? Bây giờ em biết là Vinasat 1, Vinasat 2, đúng không ạ? Đấy, người ta thay vì việc là lắp nhiều trạm phát sóng thì người ta dùng đúng một con vệ tinh thôi, bắn từ trên bắn xuống, nghe chưa? Để bắn khắp nơi trên trái đất nha. Đấy, ok, và đó là vệ tinh địa tĩnh, nghe chưa? A là chính xác. Rồi, tiếp, chu kỳ của mạch này là từ 2pi căn LC1 đến 2pi căn LC2, A là chính xác. 52 là A chưa? Tiếp, 53 nào. Một đầu cố định và một đầu tự do, chiều dài dây là K lần lambda trên 2 cộng tiếp lambda trên 4 đúng không ạ? K lần lambda trên 2 cộng tiếp lambda trên 4, ta chọn đáp án gì nhỉ? C, được chưa? K lần lambda trên 2 cộng lambda trên 4, câu 53 mình chọn C. 54 nào, tại một điểm đại lượng đo bằng năng lượng mà sóng âm tải có một đơn vị diện tích vuông góc với phương truyền âm trong một đơn vị thời gian, đó chính là cường độ âm. Rồi, 54 là B chính xác. 55 nào, trong một vị trí khi cường độ âm tăng 100 lần, 100 lần tức là 10 mũ 2 lần, và 10 mũ 2 lần tức là tăng 2 ben, tăng 2 ben tức là tăng thêm 20 decibel, đúng không ạ? Tăng 10 mũ 2 lần, tức là đây là hàm mũ không ạ? Đấy là tăng thêm 2 ben, 2 ben là tăng thêm 20 decibel, 55 là B, được chưa? Độ cao là đặc tính sinh lý gắn liền với tần số âm. Rồi, B là chính xác. Tiếp, 57 nào. Cái này không có số 2 đâu nha.
Ở đây ta có được là omega của ngoại lực là 4 pi thì omega của vật cũng là 4 pi luôn, đơn vị là radian trên giây, được chưa? 57 là C. Tiếp độ lệch pha của hai dao động, một thằng là trừ pi trên 3, một thằng là pi trên 6 không ạ? Lệch pha nhau pi trên 2, 58 là C chính xác. 59 nào, thế năng kx bình chia 2, C là chính xác. Câu 60 nào, lực Lorentzer F bằng QBV nhân với sin alpha, QVB sin alpha, 60 chọn A là chính xác. Đấy chưa? 61 nào, đường sức từ không có tính chất nào sau đây? Nào, đường sức từ có thể cắt nhau là sai. Qua một điểm trong không gian chứa từ trường, ta chỉ vẽ được duy nhất một đường sức từ, nhớ chưa? Qua một điểm mà chỉ vẽ được một đường, chứng tỏ các đường không cắt nhau. Vì nếu như các đường cắt nhau thì qua một điểm mới vẽ được hai đường, nhớ chưa? Nên là các đường sức từ của chúng ta có thể cắt nhau là sai, đây là không có tính chất này các bạn nhé. Qua một điểm chỉ vẽ được duy nhất một đường sức từ. Chiều đường sức từ là chiều từ trường, đường sức từ là đường cong khép kín, ok, hoặc vô hạn hai đầu, ra mắc vỏ nam. Tiếp 63. Một động cơ điện có công cơ học trong một giây là 3 kW, hiệu suất là 90%, công suất tiêu thụ của động cơ. Nào, công cơ học, đây là công có ích, động cơ mà sinh ra công cơ thì chỉ là công có ích, đúng không em? Rồi, vậy thì hiệu suất của chúng ta là công có ích chia công toàn phần, và công toàn phần là công tiêu thụ các bạn ạ, nghe chưa? Và nó bị hao phí mà nha. Nào, lấy 3 chia cho 90%, tức là chia cho 0,9 đấy, là 3,33 kW nha. Chắc chắn là công toàn phần phải lớn hơn công cơ học, là công có ích. Câu 62 là A chính xác. 63 nào, chọn đáp án đúng. Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của thì nhỉ, các electron tự do ngược chiều điện trường. Bởi vì đây là trong kim loại, nhớ chưa? Nên dòng dịch chuyển là dòng E tự do nha, và ngược chiều điện trường. Câu 63 chọn D. Câu 64 nào, hai điện tích điểm có độ lớn không đổi đặt trong chân không, khi khoảng cách tăng 2 lần thì lực tương tác sẽ giảm 4 lần, đúng không ạ? Lực tương tác là K Q1 Q2 chia cho epsilon nhân với R bình, nghe chưa? Đấy, khoảng cách tăng 2, lực tương tác giảm 4, 64 là D chính xác. 65 nào, hạt tải điện trong chiếc bán dẫn là electron và lỗ trống, nghe chưa? Nhớ nha, trong chiếc bán dẫn có hai loại hạt tải điện, kim loại có một hạt tải điện, chất điện phân có hai hạt tải điện, nhưng trong chất khí có tận 3 loại hạt tải điện, nghe chưa? Chất khí là gì nhỉ? Electron, ion âm, ion dương, đó. Rồi, tiếp câu 64, câu 66 nào. Một thấu kính hội tụ có độ tụ là âm 4 diop, đây là thấu kính phân kỳ các bạn nha. Tiêu cự bị âm mà, nghe chưa? Nên là thấu kính phân kỳ. Vậy thì độ tụ âm mà, nên là thấu kính phân kỳ. Và tiêu cự là F bằng 1 chia D, đúng không ạ? 1 chia âm 4 nhân cho 100, đúng không ạ? Đầy đủ là cm, là âm 25 cm nha. Ta chọn đáp án B là chính xác. 66 là B. 67 nào, công của lực điện anh quên em đi, đúng không ạ? 67 là B chính xác, A bằng QED. Tiếp 68 nào, chu kỳ có lắc đơn T bằng 20 căn L trên G, B là chính xác. 69 nào, điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng của một dao động cơ cưỡng bức là tần số của ngoại lực bằng tần số riêng, tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng. 69 là B. Câu 70 nào, lực kéo về MG alpha, nhưng bản chất đây là độ lớn các bạn nha. Nếu như mà là giá trị thì phải là trừ MG alpha, và thầy đã dạy em rất kỹ cái này rồi nha. 70 là A. Tiếp 71 nào, hai thằng vuông pha với nhau, nếu đấy lệch pha nhau một góc là gì các bạn nhỉ? Số lẻ của một nửa pi. Đó, đúng không ạ? Ví dụ nhá, ngược pha, đúng không ạ? Ngược pha thì là lẻ pi, đấy chưa? Đấy, vuông pha là một nửa của ngược pha thì phải là lẻ phần 2 của pi, tức là lẻ nhân pi chia 2, được chưa? Tức là bằng gì nhỉ? K cộng với 0,5 pi. Rất khó chịu đấy các bạn nha. Đấy, chọn C là chính xác. Kinh khủng không? Chẵn pi thì là vuông, lẻ pi thì là thầy xin lỗi, chẵn pi thì là cùng pha, lẻ pi là ngược pha, bán nguyên pi thì là vuông pha. Úi giời ơi, khó chịu thật. Chẵn pi là cùng pha, lẻ pi là ngược pha, được chưa? Bán nguyên pi thì là vuông pha. Úi, khó không em? Bố khó chịu. 70 là tất dần là dao động có năng lượng giảm dần theo thời gian. 72 là A chính xác. 73 nào, gia tốc A bằng trừ omega bình x. 73 là B. Cộng hưởng xảy ra khi F bằng F0, B là chính xác. Tiếp 75 nào, trong dao động điều hòa động năng thế năng cơ năng biến thiên là sai, cơ năng không biến thiên các bạn nha. Đây là chọn D này.
lực hồi phục và ly độ biến thiên ngược pha với nhau, lực hồi phục và ly độ biến thiên ngược pha vào cùng chu kỳ, động năng và vận tốc không cùng pha được các bạn nhé, động năng và vận tốc không cùng chu kỳ của vận tốc còn gấp đôi chu kỳ của động năng cơ, nghe chưa? Tiếp 76 nào, dao động của quả lắc đồng hồ. Nhiều bạn hỏi thế, thế nếu mà vậy pha thì thế nào? Pha của động năng gấp đôi pha của ly độ, vì động năng là mv bình chia 2. Ví dụ pha của vận tốc là phi không thì pha động năng nó phải là 2 phi không, nghe chưa? Nha. 76. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì, 76 là C chính xác. Công thức nào sau đây là đúng nào? Ly độ tổng hợp bằng tổng hai ly độ thành phần nên là AC ra sai luôn này. Tiếp, hai thằng màu vuông pha với nhau, biên độ tổng hợp là căn của A1 bình của A2 bình đúng không ạ? Rồi, 77 là chọn D chính xác. 78 nào, nhận định nào sau đây là đúng? Độ lớn gia tốc của vật cực đại khi vật đến biên, đúng luôn này. Khi vật ra biên đúng không ạ? Thì gia tốc của chúng ta là mắc luôn, biên nào cũng vậy thôi. Omega bình nhân với A. Vì ta bảo là độ lớn mà. Ví dụ là biên dương thì gia tốc min là trừ omega bình nhân A. Nhưng độ lớn đóng chỉ đối vào. Đúng luôn, đúng không ạ? Khi qua cân bằng tốc độ cực đại cơ, cực tiểu là sai. Vật chuyển động nhanh dần khi đi từ biên về cân bằng. Đấy. À, nhanh dần đều, sai sai là từ đều, đúng không ạ? Biên về cân bằng là nhanh dần nhưng không phải là nhanh dần đều, sai tiếp. Đi từ cân bằng ra biên là chuyển động chậm dần thì gia tốc nó phải trái dấu với vận tốc, sai tiếp, chọn A chưa? 78 là A bị sai các bạn nha. Rồi, tiếp 79 nào, chu kỳ là T bằng 2 pi căn L trên G, 79 là A chính xác. Tiếp câu 80 nào, hai thằng này cùng pha với nhau nên biên độ tổng hợp là tổng của hai thằng thành phần, 80 là A chính xác. Tiếp 81 nào, quạt điện máy bơm nước thường dùng trong gia đình là các động cơ gì các bạn nhỉ? Nó là các động cơ điện, nghe chưa? Không thể là các máy phát điện xoay chiều được, vì quạt điện máy bơm nước đều là các động cơ, nghe chưa? Từ từ bây giờ phải xem là động cơ điện 1 pha hay 3 pha. Nếu thầy không nhầm thì nó là động cơ điện nào? 1 pha. Gia đình của chúng ta thì sẽ sử dụng 1 pha thôi, được chưa? Nha. Đấy, 3 pha nó sang công nghiệp mất rồi nha. Sớt cho kỹ nào. Quạt điện trong gia đình là động cơ 1 pha thì phải. Bởi vì là trong công nghiệp thì mới dùng 3 pha nha. Đấy. Chứ còn nếu mà trong gia đình nếu mà gia đình mà dùng điện 3 pha thì phải đấu điện 3 pha vào cơ, nghe chưa? Nha. Rồi, 1 pha các bạn nha, chuẩn luôn. A là chính xác. Vì dòng 3 pha là dòng điện công nghiệp, được chưa? Gia đình của chúng mình thì là hộ gia đình thôi. Đấy. Nó là động cơ điện, không phải là máy phát điện, nó tiêu thụ điện năng, được chưa? Nên phải là động cơ điện nha. A là chính xác chuẩn rồi. Thấy sợ nó kỹ thôi. 82 nào. Một máy phát điện xoay chiều 3 pha khi xuất động tức thời trong một cuộn bằng 0 thì mỗi cuộn dây còn lại có độ lớn bằng nhau và bằng E0 nhân căn 3 trên 2. Vì một thằng bằng 0 thì vector dựng đứng đúng không ạ? Đấy, ba thằng này là mỗi thằng đôi 1 lệch nhau góc 120 nên là khi mà lệch nhau đôi 1 góc 120 thì nó sẽ hợp với trục hoành một góc bao nhiêu độ các em nhỉ? Một góc là 30 độ, nghe chưa? Đấy. Và 30 độ thì là E0 căn 3 chia 2, 82 là C chính xác. Tiếp 83 nào. Số chỉ vôn kế đạt giá trị lớn nhất khi ở chốt M, đúng không ạ? Số vòng dây càng lớn thì từ thông càng lớn, vì từ thông qua mỗi vòng là bằng nhau. Các bạn lưu ý nhé, từ thông qua mỗi vòng là bằng nhau, nghe chưa? Nên là càng nhiều vòng thì sẽ từ thông nó càng lớn, mà từ thông càng lớn thì số chỉ của vôn kế nó càng lớn, nghe chưa? Nên là muốn số chỉ vôn kế lớn nhất thì đặt ở chốt M là lớn nhất. Đáp án A là chính xác. Các bạn lưu ý nhé, tổng từ thông ở hai quận thì không bằng nhau. Đấy, vì điện áp hai quận không bằng nhau mà. Nhưng mà từ thông qua một vòng trên mỗi quận lại bằng nhau, nghe chưa? Nên phải nghe rõ là người ta hỏi là từ, ví dụ sau này người ta hỏi một câu lý thuyết là từ thông trong một vòng của sơ cấp như thế nào với từ thông trong một vòng của sơ cấp thì nó bằng nhau các bạn nhé, nghe chưa? Thằng nào nhiều vòng hơn thì tổng từ thông lớn hơn thôi, nghe chưa? Tiếp 84, động cơ điện xoay chiều là thiết bị có tác dụng biến đổi là điện năng thành cơ năng, đúng không ạ? Động cơ điện mà là tiêu thụ điện, lấy điện để chuyển về cơ. 84 là A chính xác. 85 nào, điện áp cực đại là 200 căn 2 V, chọn A là chính xác. 86 nào, điện áp trễ pha hơn dòng điện, Y của chúng ta là sớm pha hơn U, đúng không ạ? Điện áp trễ pha hơn dòng điện chứng tỏ mạch có tính dung kháng, đúng không ạ? Mạch có tính dung kháng thì ZC lớn hơn ZL. 86 chọn A là chính xác.
Đấy chưa? Tiếp, nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều 3 pha là hiện tượng cảm ứng điện từ, C là chính xác. Tổng trở động mạch là căn của R bình cộng Z L bình, A là chính xác. Mạch của chúng ta có hệ đúng là nào là đúng? U1 trên U2 bằng N1 trên N2, C là chính xác. Đúng không ạ? 90 nào? Hệ số công suất của mạch là UR trên U, đúng không ạ? A là chính xác. Tiếp 91 nào? Để đo thì các bạn nhỉ? Dòng điện, đấy, xoay chiều, dòng điện, xoay chiều. Dòng điện là A, xoay chiều là AC. Và để đo dòng điện xoay chiều là ACA, đúng không ạ? 91 B là chính xác. Được chưa? 91 B nha. Ok chưa? Tiếp 92 nào. Máy biến áp lý tưởng có số vòng dây sơ cấp nhỏ hơn thứ cấp. Sơ cấp mà nhỏ hơn thứ cấp, đây là máy tăng áp các bạn ơi, không làm tăng tần số đâu các bạn nha. Máy biến áp không làm thay đổi tần số, nhưng thứ cấp lớn hơn sơ cấp, đây là một máy tăng áp. Rồi, tiếp câu 93. Tại một nơi có từ trường biến thiên thì sẽ xuất hiện gì các bạn nhỉ? Điện trường xoáy, đúng không ạ? Theo thuyết điện từ Maxwell, cứ có từ trường biến thiên xuất hiện điện trường xoáy. Điện trường xoáy là điện trường biến thiên lại xuất hiện từ trường biến thiên. Đây là hai trường thống nhất, không thể tách rời nha. Câu 94 nào. Dung kháng tụ điện ZC là 1 trên omega C, 94 là C chính xác. Y hiệu dụng bằng cực đại trị căn 2, C chính xác. Điện trường có đường sức là đường cong kín. Đây là điện trường xoáy, đúng không ạ? Điện trường xoáy thì là điện trường cong kín, còn điện trường tĩnh thì sẽ là cong nhưng không kín. Được chưa nhỉ? Rồi, 96 là A. Tiếp, hệ số công suất của đoạn mạch là gì nhỉ? Bằng 1, vì cảm kháng bằng dung kháng, đúng không? Cảm kháng bằng dung kháng tức là mạch có cộng hưởng điện. Mạch cộng hưởng điện thì hệ số công suất là 1, 97 là C. 98 nào? Tổng trở đoạn mạch căn của R bình cộng ZL trừ Z tất cả bình, chọn B là chính xác. Trong máy điện xoay chiều 3 pha, bộ phận tạo ra từ trường là phần cảm. Phần cảm tạo ra từ trường chưa? 99 chọn A. Tiếp, câu 100 nào. Điện áp xoay chiều, điện áp là V, xoay chiều là AC. Vậy là ACV chưa? Chọn C là chính xác. Xong. Hết buổi ngày hôm nay. Anh em nào đạt được 100 chia 100, có mỗi 25 phút thôi là thầy đã chữa xong 100 câu trắc nghiệm lý thuyết. Nào. Ok chưa các em? Đã quá quen tay chưa? Bon tay chưa? Ta đã đi hết 30 buổi lý thuyết rồi đấy nha. Làm được 3.000 câu rồi. Anh em có muốn là ngày mai tiếp tục không? Hay là chúng ta sẽ dừng lại ở con số 30? Không được phép sai bất kỳ một câu nào trong 30 câu đầu tiên. Anh em có muốn chiều ngày mai tiếp tục không? Hay sẽ dừng lại ở con số này? 30 là cũng là đẹp phết rồi đấy nha. Bởi vì lịch của thầy, thầy sẽ dự định là đến hết tuần này thầy vẫn live stream 100 câu lý thuyết. Thầy biết rằng là có những bạn học tốt rồi đấy, làm nhiều rồi, nhưng thầy tin rằng là vẫn còn nhiều bạn vẫn đang cần luyện tập đấy, thì thầy xếp lịch là hết đến chủ nhật tuần này nha. Đấy, và bạn nào mà muốn học nhiều lý thuyết hơn, học trâu lý thuyết hơn, được chưa, thì có thể là gì các bạn nhỉ, đăng ký cái khóa học lý thuyết của thầy nha. Đấy, 99k, trong đây có gần 30 buổi chuyên biệt lý thuyết rất khủng khiếp. Đấy chưa, bạn nào mà muốn luyện đề nhiều, tức là muốn học lý thuyết mà ăn chắc khoảng 6 điểm, đấy chưa, 7 điểm thì học cái khóa chuyên mục lý thuyết này. Anh em nào mà muốn mà luyện nhiều nhiều đề kiểu châu bò, khóa này của thầy là có 45 đề, khóa thực chiến phòng thi này 45 đề đấy, thì đăng ký khóa này để luyện nốt cho thầy là 10 câu cuối cùng, nghe chưa? Đây là tập trung vào 30 câu đầu, còn cái này là tập trung 10 câu cuối cùng. Anh em nào muốn combo hết thì là đăng ký cả hai khóa luôn nha. Đấy, áp dụng cho bao nhiêu bạn đầu tiên nhỉ? Thầy quên bố rồi. Tóm lại đăng ký luôn, sớm luôn anh em nha. Cú pháp về đích để nhắn tin về fanpage. Ok. Rồi, sáng mai 5 giờ ta lại tiếp tục đề của Kim Sơn A Ninh Bình các bạn nha. Được chưa? Ok. Chào tất cả các bạn nha. Cái đấy, bạn nào mà cần học 30 câu đầu thì học khóa chuyên mục lý thuyết có hơn 20 buổi chuyên biệt để 30 câu đầu tiên. Bạn nào muốn ăn nốt 10 câu cuối cùng thì học tiếp cho thầy là gì các bạn nhỉ? Khóa thực chiến phòng thi nha. Ok, chào các bạn, bye các em nha. Khóa này luyện 45 đề thi thử, kinh khủng luôn. Bye bye các em, chào tất cả các bạn. Ok, sáng mai 5 giờ ta gặp lại nhau nha. Tí nữa 8 giờ trong nhóm tiếng Anh, live stream cơ hệ vận dụng cao. 9:30 ở nhóm thực chiến phòng thi đề số 2. Ok không ạ? Rồi, chào tất cả anh em. Đi đâu cơm à? Rồi, chào các bạn. Bye bye các bạn nha.